Chào mọi người đã quay trở lại với cả cái video phần 3 trong ngày hôm nay. Thì ở trong hai cái video trước mình đã chia sẻ với mọi người những cái diễn biến mới nhất trên cái trạc đồ thị của Bitcoin trong cái video phần 1. Và ở phần 2 thì mình cũng đã chia sẻ những cái altcoin, ví dụ như là ETH, ADA hoặc là BNB. Nên là bạn nào mà chưa xem hai cái video này thì hãy xem lại để có thể có được những cái thông tin, đúng không ạ? Còn ở trong cái video ngày hôm nay mình dành riêng một cái video để mà chia sẻ với mọi người về cái đồng Dogecoin. Ở cái lý do tại sao mình lại làm như vậy, vì mình thấy là cái đồng coin này hiện tại đang được rất nhiều người quan tâm chú ý, và những cái thông tin, những cái tin tức rất là quan trọng xuất hiện liên tục trên những cái phương tiện đại chúng đối với cả cái đồng coin này. Thì hiện tại thì Dogecoin là cái đồng coin đã vượt qua đồng XRP để trở thành một trong những cái đồng coin có cái vốn hóa lớn thứ tư ở trên thị trường. Nếu mà chúng ta so sánh vốn hóa của Dogecoin với một số những cái thương hiệu lớn ở trên gọi là trên thế giới ấy, thì các bạn sẽ có thể là những cái con số sẽ có thể làm các bạn rất là ngỡ ngàng. Cái đồng Dogecoin là một cái đồng mà có lẽ là nó bắt đầu như là một cái trò đùa, nó không ai tin tưởng với cái đồng coin này. Tuy nhiên thì hiện tại cái vốn hóa của đồng Dogecoin nó còn vượt qua cả cái vốn hóa của hãng xe BMW nổi tiếng, hay là cái công ty game Nintendo, hoặc là ngân hàng quốc gia Úc, các bạn có tin đúng không ạ? Hiện tại thì Dogecoin đang có ở vị trí số 170 trên bảng xếp hạng những cái tài sản tổ chức quỹ có cái vốn hóa lớn nhất ở trên thế giới, chứ không phải là ở trong cái thế giới crypto không nữa. Thì mặc dù là cái sự tăng trưởng phi mã của Dogecoin đang thu hút được rất là nhiều sự chú ý, đặc biệt là những cái người mới tham gia vào thị trường, thì những cái dữ liệu ở trên on-chain ấy, của Dogecoin cho thấy giá là của Dogecoin tăng mạnh không phải là vì sức mua của thị trường đâu, mà là từ chỉ một vài những con cá mập đã có thể là gây ra một cái sự ảnh hưởng rất là lớn tới giá của cái đồng coin này. Thì các bạn có thể thấy là cái khối lượng giao dịch trên blockchain của Dogecoin trong 2 ngày hôm trước đạt là 58 tỷ USD. Trong khi đó thì cái khối lượng này của Bitcoin và của ETH là 38 tỷ và 16 tỷ. Mặc dù là cái khối lượng giao dịch của Dogecoin còn cao hơn cả hai cái đồng coin có cái vốn hóa lớn nhất ở trên thị trường hiện tại. Tuy nhiên thì cái tần suất giao dịch của Dogecoin lại thấp hơn rất là nhiều. Đó là cái sự khác biệt. Theo dữ liệu blockchain trên Ethereum ấy, thì ghi nhận là có khoảng 1,4 triệu giao dịch ở trên cái blockchain này. Còn đối với của BTC thì khoảng 300.000 giao dịch. Trong khi đó thì cái số lượng giao dịch của blockchain của Dogecoin ấy, thì nó chỉ khoảng là 76.000. Một con số thực sự là nó thấp hơn rất là nhiều so với hai thị trường Bitcoin và Ethereum. Bên cạnh đó thì cái dữ liệu của Bitinfochap cho chúng ta thấy là hiện tại có một cái ví đang nắm giữ tới khoảng 28% tổng số Dogecoin đang được lưu hành trên thị trường. Và nếu mà so sánh thì những cái tên đứng tiếp theo chỉ giữ khoảng 1% hoặc là 2%, mà cùng lắm là 4% mà thôi. Và cái việc một cái lượng coin rất là lớn nằm trong một cái địa chỉ ví duy nhất rõ ràng không phải là một cái gọi là một cái tín hiệu tốt cho cái thị trường của đồng coin này. Dù là không được xác nhận chính xác, nhưng mà rất nhiều người đang nghi ngờ, bản thân mình cũng cho rằng là cái chủ nhân của cái ví này đó chính là Elon Musk, một trong những cái người mà hoạt động rất là tích cực quảng trên những cái phương tiện xã hội để mà quảng bá cho đồng coin này. Và chúng ta nhìn vào cái tài sản của cái ví này thì mình thấy là Elon Musk mới thực sự là một cái người có đủ khả năng để mà sở hữu cái ví này. Thì sắp tới thì Elon Musk sẽ tham gia một cái show truyền hình thực tế có tên là Saturday Night Live vào thứ bảy tuần này. Và nếu như các bạn chưa biết thì Saturday Night Live là một cái chương trình truyền hình trực tiếp lâu đời nhất ở Mỹ, và bản thân chương trình này thì cũng đã giúp cho rất là nhiều những cái nghệ sĩ tài năng nhưng mà chưa nổi tiếng trở nên nổi tiếng sau cái chương trình đó. Do đó thì cái sức hút của chương trình này là vô cùng lớn, và hiện tại thì Elon Musk đang úp mở về cái việc nói về Dogecoin trong cái chương trình này. Nếu điều này là sự thật thì mình nghĩ rằng nó cũng sẽ tạo ra được những cái hiệu ứng đối với cả cái đồng coin này. Đó là những cái thông tin quan trọng xung quanh cái đồng Dogecoin mà mình muốn cập nhật cho mọi người, để mọi người có thể nắm được. Ai mà đang nắm giữ đồng Dogecoin thì nên xem cái chương trình The Night Live vào ngày thứ bảy sắp tới, xem là Elon Musk ông chia sẻ những cái điều như thế nào, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một số những cái thông tin đáng chú ý trên cái chart đồ thị của cái đồng coin này để mọi người có thể tham khảo. Thì thứ nhất là ở trên khung monthly thì cái đồ thị của đồng Dogecoin đã có một cái khoảng thời gian uptrend rất là dài với 6 thanh nến tháng tăng liên tục được hình thành. Và cái tỷ lệ tăng trưởng ở của đồng Dogecoin tính từ bắt đầu tháng 10 năm 2020 đến thời điểm hiện tại là khoảng 30.000%. Phải nói là một con số không tưởng nếu mà các bạn, đúng không? Nếu mà các bạn đầu tư 100 đô mà các bạn lãi 30.000% thì các bạn
con số đấy nó là rất khủng khiếp, đúng không ạ? Tuy nhiên thì đang có những cái tín hiệu không tốt lắm trên cái xu hướng uptrend của cái đồng Dogecoin này trong dài hạn. Nếu mà các bạn nhìn vào cái chỉ số RSI thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Dogecoin chỉ số này đạt đến mức 100. Ngoài ra thì cái tín hiệu sell cũng đang dần được hình thành trên đồ thị của chỉ báo Stock RSI với hàng cái đường đồ thị đang hội tụ lại với nhau, đúng không ạ? Thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những cái dữ liệu để các bạn so sánh cái altcoin mà mình muốn so sánh, đó là cái đồng Ethereum trong cái giai đoạn uptrend từ 2016 đến 2018. Thì trong cái giai đoạn uptrend này thì chúng ta có thể nhìn thấy là có một cái điểm tương đồng giữa ETH và những cái tín hiệu hiện tại ở trên thị trường Dogecoin, đúng không ạ? Giá cũng tăng trưởng khoảng hơn 30.000% và chỉ báo RSI cũng ở cái khu vực 100. Đồng thời thì cái tín hiệu giao cắt downtrend cũng đã xuất hiện ở trên cái chỉ báo của đồ thị Stock RSI, đúng không ạ? Và với những cái tín hiệu được đưa ra bởi hai cái chỉ báo Stock RSI và RSI thì đồ thị giá của ETH tại thời điểm đó đã bước vào cái giai đoạn sideways trong vòng vài tuần. Sau khi mà thị trường kết thúc khoảng một thời gian tích lũy, ETH đã tăng giá xác nhận cái mức đỉnh mới chỉ trong một tháng sau đó. Và cái sự tương tự về cấu trúc, nếu mà Dogecoin lặp lại cái phản ứng giống như ETH trước đó thì điều này có nghĩa là Dogecoin sẽ bước vào một cái dạng sideways trong thời gian tới, và ngay khi những cái tín hiệu sell trên cái chỉ báo xuất hiện. Đối với cả ETH thì sau khi mà xác nhận cái đỉnh mới thì đồ thị của RSI đã hình thành cái tín hiệu phân kỳ giảm, và sau khi đồ thị thoát ra khỏi cái vực sideways và tạo đỉnh thì thị trường đã bắt đầu đảo chiều giảm giá trong một khoảng thời gian dài, và cái tỷ lệ giảm giá lên tới là 92%. Nếu mà Dogecoin cũng đi theo cái mô hình này thì của ETH thì cũng không ngoại trừ cái khả năng là sau khi đạt đỉnh Dogecoin sẽ bị bán xả và sập rất mạnh đến cũng có thể là những cái ngưỡng là trên 90%. Nghe thì có vẻ là tương đối là lo ngại, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn cũng đừng quên là trong cái đà uptrend vừa rồi nó đã tăng tới 30.000%, và việc mà tăng trưởng lớn như vậy và sau đó bị xả đâm mạnh là cái điều mà thực sự là nó cũng không có gì là quá bất ngờ cả, đúng không ạ? Chính vì vậy mà đây là cái điều mà chúng ta sẽ cần phải thực sự là quan tâm trong cái xu hướng trong dài hạn của cái đồng coin này. Đó là về dài hạn. Còn ở trong khung thời gian ngắn hạn thì đúng như mình nhận định ở trong cái video số 456, thì sau khi mà giá đã vượt qua được cái khu vực đỉnh cũ ở mức là 0.4 thì đã có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh, đúng không ạ? Và hiện tại thì giá của Doge đang có cái sự suy giảm sau khi mà đạt đỉnh tại cái khu vực gần 0.7 đô la. Tuy nhiên thì trong ngắn hạn thì mình nghĩ rằng là đồng coin này sẽ vẫn có thể có được một cái xu hướng tăng nữa, và cái mức giá 0.7 chưa chắc nó là cái đỉnh cũ của cái đợt uptrend này. Với Doge thì với những ai mà muốn mua thêm ấy, thì các bạn có thể đợi cho đến khi mà mức giá hồi về cái mức từ 0.4 cho đến 0.5 đô la như ở trên màn hình, để mà chúng ta có thể vào những cái lệnh buy, và cái target trước mắt của mình sẽ có thể là từ quanh vùng tầm 0.9 cho tới 1 đô la. Đến đó thì chúng ta tùy tình hình như thế nào chúng ta sẽ tính tiếp, đúng không ạ? Thì như mình đã chia sẻ với các bạn ở trong những cái video trước thì cái con Doge này là con mà nó pump dump, cái độ pump dump rất là lớn, và nó bị thao túng giá tương đối mạnh bởi những cái come up, và mình nghĩ rằng là người mà thao túng nhiều nhất đối với Dogecoin chính là Elon Musk chứ không ai khác, người mà đã thu mua một cái khối lượng lớn Dogecoin từ đầu 2019 và đến bây giờ thì đã bắt đầu đến cái thời điểm ông tạo ra sự FOMO và ông lấy lại cái lợi nhuận của mình. Thế nên là các bạn vẫn có thể trade cái đồng Doge này trong cái thời gian tới. Tuy nhiên thì các bạn cũng nên phân bổ một cái số vốn sao cho hợp lý, đúng không ạ? Bởi vì thị trường hiện tại nó đang rất là FOMO và chúng ta cảm thấy là chúng ta kiếm được tiền rất là dễ, bởi vì chúng ta vào con nào 2-3 ngày hôm sau nó cũng tăng trưởng 30-40-50% mỗi x2, chúng ta cảm thấy kiếm tiền rất là dễ. Thế nên nó rất là dễ dẫn đến một cái tình trạng, đó là chúng ta sẽ all in, chúng ta sẽ dùng nhiều tiền hơn đổ vào thị trường để mà chúng ta giao dịch. Và cái vấn đề này nó sẽ dẫn tới một cái điều là nếu mà chúng ta không biết cái điểm dừng, chúng ta không biết rút tiền ra thị trường vào lúc nào, mà chúng ta cứ mãi mãi cuốn vào cái vòng xoáy của thị trường, thì chắc chắn là sẽ có một ngày các bạn sẽ phải trả lại cái số tiền đó ra thị trường. Cái điều này là cái điều mà bản thân mình trước đây đã từng trải qua rồi, và mình rất là hiểu cái tâm lý FOMO của mọi người ở trong cái thời điểm hiện tại, khi mà mọi người mua con nào cũng ăn, mua con nào cũng thắng, đúng không ạ? Và kiếm tiền thực sự nó rất là dễ. Tuy nhiên ở trong cái thị trường, trong cái giai đoạn này, cái việc giữ tiền sẽ khó hơn cái việc kiếm tiền. Bởi vì cái kiếm tiền đợt này các bạn lên coi, lên sàn, các bạn mua con nào ít nhất nó cũng sẽ pam vài chục phần trăm cho các bạn. Kiếm tiền rất là dễ, tuy nhiên chúng ta giữ được cái số tiền đó hay không mới là cái vấn đề. Và cái điều mà mình muốn luôn luôn nhắc nhở mọi người trong tất cả những cái video của mình mà mình nghĩ rằng không bao giờ thừa, đó là mọi người phải biết một cái điểm dừng, và mọi người phải biết được là bao nhiêu là đủ. Đó, ví dụ chúng ta
trade Dogecoin chúng ta có lãi rồi đúng không? Thì chúng ta chốt cái phần gốc đi, chúng ta rút phần gốc, chúng ta trade bằng cái phần lãi rồi cho tâm lý của chúng ta nó thoải mái. Và chúng ta biết đâu lỡ nó sập thì chúng ta cũng không bị mất cái số vốn của chúng ta. Đấy là cái điều hết sức là quan trọng mà các bạn không nên chủ quan. Chúng ta tuyệt đối là không all in, không dồn tất cả tài sản của mình vào bất cứ một cái đồng coin nào, bởi vì thị trường nó có thể sụp đổ bất cứ một cái ngày nào, và chỉ cần một cái pha sụp đổ thôi là tài khoản của chúng ta sẽ chia rất là nhiều, và khi đó thì cái việc mà chúng ta gỡ lại nó sẽ vô cùng khó khăn, đúng không ạ? Thì đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở trong cái video ngày hôm nay. Thì trong những cái video sắp tới mình sẽ quan sát tiếp những cái xu hướng của cái đồng Dogecoin để mình sẽ có thể là có những cái video để mà cập nhật cho mọi người, đúng không ạ? Thì hy vọng nó cũng sẽ giúp ích được cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.